Xin kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay thì cuộc đối đầu giữa ông Joe Biden và Abbott cấm tất cả những quy định về vaccine COVID-19 tại Texas. Tin đến từ Austin, ông Rick Abbott là thống đốc của Texas vào hôm thứ Hai ngày 11 tháng 10 ban hành sắc lệnh hành pháp cấm tất cả những quy định bắt buộc chích ngừa Covid-19 của bất kỳ thực thể nào, kể cả công ty tư nhân trong toàn tiểu bang, theo Reuters. Quyết định này của ông Abbott, một người Cộng hòa được xem là một đối đầu với Tổng thống Dân chủ Joe Biden, người mà tháng trước kêu gọi công ty trên toàn quốc ra lệnh cho công nhân của họ chích ngừa nếu không sẽ mất việc làm thống đốc Abbott viết là vaccine COVID-19 an toàn, hiệu quả và là biện pháp bảo vệ tốt nhất của chúng ta chống lại virus, nhưng vẫn nên để việc chích ngừa là tự nguyện và không bao giờ bị ép buộc. Sắc lệnh của ông Abbott tuyên bố, không có pháp nhân nào ở Texas có thể đòi bằng chứng về việc chích ngừa của bất kỳ cá nhân nào, kể cả nhân viên hoặc là khách hàng thống đốc cũng kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang giải quyết vấn đề này trong phiên họp đặc biệt sắp tới hai công ty facebook và alphabet công ty mẹ của google đều thông báo với nhân viên rằng cần bằng chứng về việc chích ngừa để đi làm lại Cả hai công ty đều thuê mướn nhân viên ở một số lượng lớn ở Texas. Hãng hàng không American Airlines có trụ sở tại Fort Worth tuần trước đã thông báo với 100.000 nhân viên trên toàn quốc phải nộp bằng chứng về việc chích ngừa đầy đủ trước ngày 24 tháng 11 nếu không sẽ bị sa thải. Còn hãng United Airlines đòi hỏi 60.000 nhân viên phải chích ngừa, trong đó có khoảng 9.000 người làm việc tại Texas. Công ty này đang đối mặt với một vụ kiện ở Fort Wood vào thứ Tư tới đây. Một chính án liên bang sẽ nghe yêu cầu của các nhân viên nhằm ngăn cản United Airlines sa thải những nhân viên không chích ngừa. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 9 công bố quyết định mới của liên bang, theo đó đến 100 triệu người Mỹ sẽ phải chích ngừa Covid-19. Ông Joe Biden cũng đưa ra quy định này nhằm tăng tỷ lệ chích ngừa COVID-19 để chặn đà lây lan của Delta biến thể có thể đang làm cho hàng ngàn người thiệt mạng mỗi tuần và phá hỏng um, những quá trình phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì cựu giám đốc an ninh mạng của Bộ Nội An cho rằng ông Trump đã phá nát hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ. Ông Christopher Kraft là cựu giám đốc an ninh mạng thời chính phủ Donald Trump nói rằng là cựu tổng thống đang cố gắng phá nát hệ thống bầu cử của nước Mỹ, theo tạp chí Newsweek không cần bàn cãi Trump đã phá nát hệ thống bầu cử nước Mỹ, việc này đang diễn ra ở bốn cấp độ khác nhau, cả cơ quan lập pháp tiểu bang và cả giới chức của dân cử tiểu bang. Ở những người đang tranh cử chức ngoại trưởng ở Arizona và Georgia, ông nói rằng là khi xuất hiện trên chương trình Face the Nation Sunday vào ngày chủ nhật vừa qua của đài CBS News, nhấn mạnh rằng là chúng ta đang chứng kiến chuyện này ở ngay tại quốc hội. Cựu giám đốc Kraft, cũng lưu ý rằng là các nhà lãnh đạo Cộng hòa không còn quyền lực đối với thành phần cử tri cơ sở của đảng. Các chính trị gia đảng này đã mất quyền kiểm soát trên thành phần cử tri cơ sở, những người thực sự sẽ đưa họ về quyền lực. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa không dám thừa nhận chiến thắng của tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử 2020 vì sợ rằng Trump đã phá cuộc tranh cử của họ. Bằng chứng là dân biểu Steve Scalise là của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã né không dám thừa nhận Tổng thống Joe Biden đã thắng mà nói lòng vòng. Ông Kraft phân tích bởi vì sự dối trá mà họ chấp nhận đã vượt tầm kiểm soát và họ không còn khả năng kiềm chế. Ông Kraft được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Tổng giám đốc cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng thuộc Bộ Nội an. Tuy nhiên vào hôm thứ ba, ngày 17 tháng 11, ông Trump à, sẽ sa thải vị giám đốc cơ quan liên bang chịu trách nhiệm an ninh bầu cử 2020 này vì lý do là những tuyên bố gần đây của ông về mức độ an ninh của cuộc bầu cử là rất không chính xác trong khi đó thì ông chủ của Tesla là Elon Musk nay là người giàu nhất thế giới tài sản cá nhân của tổng giám đốc hãng Tesla Elon Musk nay vào khoảng 220 tỷ mỹ kim tiếp tục bỏ xa những người khác trong danh sách về tỷ phú ở Bloomberg um, Billionaires Index vào ngày thứ hai ngày 11 tháng 10 thì CNBC cho hay là tài sản của ông Musk tăng thêm 10.6 tỷ Mỹ Kim sau đợt bán cổ phiếu thứ nhì của các nhà đầu tư được loan báo hồi tuần qua đưa giá trị của công ty là SpaceX của ông Musk lên hơn 100 tỷ Mỹ Kim. Bản tin của CNN cũng nói rằng là ông Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đứng sau ông Musk với số tài sản trị giá là 191.6 tỷ Mỹ Kim. Ông Musk chọc tức ông Bezos bằng cách gửi tuyết hình huy chương hạng nhì cho ông vào sáng ngày thứ hai. Tài sản của ông Musk tăng vọt trong thời gian gần đây nhờ vào các thành quả của cả hai công ty Tesla và công ty không gian SpaceX, nơi ông Musk có đa số cổ phần. Tài sản của ông Musk tăng thêm 8.6 tỷ Mỹ Kim kể từ khi thị trường chứng khoán đóng cửa hôm thứ Sáu và thêm 52 tỷ Mỹ Kim kể từ đầu năm đến nay, theo Bloomberg Billionaires Index. Đị giá cổ củ phiếu của Tesla cũng tăng đều đặn sau khi hồi phục từ các dao động trong năm. Giá cổ phiếu Tesla hiện cao hơn 13% cho năm 2021, ít hơn nhiều so với mức gia tăng 743% của năm 2020. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự cải thiện lớn lao so với hồi tháng 5 vừa qua khi bị giảm 22% cho năm 2021. Liên quan đến phần tin tại Việt Nam, thì tòa án Cần Thơ đã hoãn xử. Trương Châu Hữu Danh và nhóm báo sạch. Kính thưa quý vị, phiên tòa vào hôm 12 tháng 10 ở thành phố Cần Thơ dự trù uh, sự các thành viên của nhóm báo sạch đã bị hoãn lại theo đề nghị của luật sư. Ông Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, cư dân của Long An, Nguyễn Phước Trung Bảo 39 tuổi, Đoàn Kiên Giang 36 tuổi, Nguyễn Thanh Nhã 41 tuổi đều là cư dân của Sài Gòn và Lê Thế Thắng 39 tuổi là cư dân ở Hà Nội bị nhà công quyền Cộng sản Việt Nam quy chụp cho tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ với bản án có thể lên đến 20 năm tù. Ông Trương Châu Hữu Danh là người đầu tiên bị bắt từ cuối năm ngoái. Ông bị coi là thành viên sáng lập nhóm báo sạch trên mạng xã hội, phổ biến những bài phân tích, điều tra độc lập về nhiều vấn đề à, được dư luận xã Xã hội quan tâm như vụ tử tù hồ duy hải và cũng như vụ tấn công xã đồng tâm và các trạm thu phí bot các thành viên còn lại bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, riêng ông Lê Thế Thắng thì được tại ngoại. Theo bản cáo trạng thì khoảng tháng 8 năm 2019, ông Trương Châu Hữu Danh cùng với những người nói trên trang fanpage báo sạch là nhóm làm báo sạch và kênh youtube PS Channel để viết đăng tải 47 bài video về các chủ đề được dư luận quan tâm. Các ông Bảo Danh bị cho là giữ vai trò quản trị viên, các ông Nhã Giang và Thắng giữ vai trò là biên tập viên khi đăng bài viết có sự thống nhất của năm thành viên nêu trên. Tờ tuổi trẻ hôm 11 tháng 10 đã dẫn thông tin từ bản cáo trạng nói sau khi ông Trương Châu Hữu Danh bị bắt, các ông Bảo Giang, Nhã và Thắng đều rời khỏi nhóm. Ông Thắng đã thao tác các nhóm à, và cũng như là xóa những fanpage báo sạch trên kênh YouTube BS Channel tự thoát khỏi nhóm làm báo sạch. Họ còn bị cáo buộc là lập fanpage um, báo sạch và nhóm làm báo sạch để đăng các bài viết nhờ nhóm của ông Danh đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thu lợi hơn 2.8 tỷ đồng và chia lợi tùy theo công sức của từng người đóng góp bị can danh hưởng lợi 300 triệu đồng, Bảo thì 410 triệu đồng và Giang là 250 triệu đồng, Nhã thì 245 triệu đồng và Thắng là 260 triệu đồng. Bảo còn giữ riêng 500 triệu đồng có được từ hợp đồng làm truyền thông cho một tập đoàn nhưng chưa chia cho các thành viên của trong nhóm. Trong khi đó thì công bố an toàn Sài Gòn vẫn cấm dịch vụ ăn uống tại chỗ. Tin đến từ Sài Gòn Việt Nam cho rằng 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đều đạt các tiêu chí kiểm soát dịch an toàn theo quy định của Bộ Y tế, nhưng Sở Công Thương lại nói là ăn uống tại chỗ là dịch vụ tập trung đông người, chưa có chủ trương mở lại, khiến nhiều hàng quán mở cửa cũng như không. Tại buổi họp báo chiều ngày 11 tháng 10, ông Nguyễn Nguyên Phương là Phó Giám đốc Sở Công Thương ở Sài Gòn cho biết, trong thời gian vừa qua, thành phố đã mở một số những loại hình hoạt động theo chỉ thị 18 cho thành phố kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thế nhưng, trả lời với báo đài về kế hoạch cho phép quận 7 thí điểm mở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ với các điều kiện cơ sở khai thác tối đa là 30% công suất nhưng không quá 20 người trong cùng một thời điểm. Người lao động và khách hàng phải được chích đủ liều vaccine ngừa Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế ít nhất là 14 ngày hoặc là F0 đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng. Ông Phương cho rằng là các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ là dịch vụ tập trung đông người có khả năng gây ra nhiều rủi ro và tính toán do đó mà tới thời điểm hiện nay thành phố chưa có chủ trương mở lại trong khi đó, thì báo Dinh dẫn lời của ông Phạm Đức Hải là phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 ở Sài Gòn tại buổi họp báo đánh giá của tình hình sau 10 ngày Sài Gòn thực hiện chỉ thị 18, cho biết trong điều kiện bình thường mới, ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trở truyền thống hoạt động trở lại. Mặc dù tuyên bố như trên, nhưng ông Hải nói thêm rằng là một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm quy định bảo đảm phòng dịch, vi phạm nguyên tắc 5K như tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, số doanh nghiệp hoạt động trở lại chưa nhiều, tình hình đi lại của người dân Sài Gòn đã đến các tỉnh vẫn còn khó khăn. Điều kiện bình thường mới có nghĩa là thành phố vẫn còn nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, dù F0 trong cộng đồng ngày càng giảm, nhưng người dân phải điều chỉnh thói quen của mình tuyệt đối là không được lơ là, chủ quan, ông Hải nhấn mạnh. Trong cái đó, thì phục hồi sản xuất của Việt Nam phụ thuộc vào niềm tin của công nhân. Mở cửa trở lại, phục hồi sản xuất nhằm bình thường trở lại đời sống kinh tế xã hội là việc đầy khó khăn, thách thức của Việt Nam khi mà hàng triệu người bỏ chạy khỏi Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Ngày cuối tháng 9 bước sang đầu tháng 10, thì hàng đoàn người ở Sài Gòn, Bình Dương, Long An, Đồng Nai đã rục rịch chồng chất đồ đạc, tức là những gì có thể gom góp được leo lên xe gắn máy để về quê. Cuộc chia tản không tiền khoáng hậu trong thời bình tại Việt Nam ngày nay đã gây xúc động và xót xa. Nhìn những hình ảnh và video clip bài viết trên mạng xã hội về bi kịch của những người vừa được tháo củi sổ lồng, nhiều người nói không cầm được nước mắt. Họ là những nạn nhân của chính sách chống dịch Covid-19 của nhà cầm quyền. Họ phải tự à, cứu lấy mạng sống của mình và người thân của mình, không thể ngồi đó mà khi mà nhà cầm quyền tuyên truyền thì thật quyến rũ nhưng thực hiện thì chẳng được bao nhiêu. Theo các con số được đề cập trên báo chí nhà nước, khoảng 3.5 triệu người từ các địa phương từ Cà Mau đến cái tỉnh miền núi phía Bắc đã bỏ ruộng rẫy theo nhau về làm các hãng xưởng, khu công nghiệp hay chế xuất. Họ hy vọng đời sống kinh tế đỡ khổ hơn và những năm tháng à, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng đại dịch ập đến, họ bị nhà cầm quyền nhúc chặt trong nhà, phát nhỏ giọt ít gạo, ít rau, nhiều khi đã bị hư nát vừa đói vừa thấy quá nhiều người chết xung quanh. Khi cái lệnh phong tỏa vừa gỡ bỏ là họ vội vàng bỏ chạy. Người có xe thì đi xe, người không có xe thì đành đi bộ. Báo chí ở trong nước ước lượng có khoảng 2.3 triệu người di tản. Nhà công quyền Cộng sản Việt Nam khi bãi bỏ lệnh phong tỏa cho các xí nghiệp mở cửa trở lại, tưởng là đời sống xã hội kinh tế dần dần trở lại bình thường, không già người ta lại bỏ chạy. Ngày 8 tháng 10 thì báo chí của trong nước nhất loạt đưa tin là giới lãnh đạo thành phố Sài Gòn kêu gọi trân trọng mời người lao động ở lại làm việc, dù vậy thì người ta vẫn theo nhau bỏ chạy. Hôm thứ Hai ngày 11 tháng 10, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lớn tiếng giữ chân người lao động không thể đứt gãy chuỗi sản xuất. Khi ông đến Hóc Môn gặp cử tri, lời ông ám chỉ tín hiệu à, thúc các địa phương tìm cách để những người bỏ chạy quay lại. Lại bằng cách nào đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.